thuyền nha, để mình thả thuyền vô nước nha. Đây là hồ nước nè. Đây, giờ bắt đầu mình gấp thuyền đi bạn Bin. Đây giấy màu, đây là giấy màu nha. Đủ màu luôn. Này là màu vàng nè. Đây đây nè. Màu xanh nha. Màu cam nè. Màu tím nè. Bây giờ mình vẽ thôi nha. Đây. Mình được một cái thuyền này nha, một cái thuyền màu tím nha. Đây, bắt đầu đưa bạn Bin thả thuyền nha. Rồi bạn thích. Đây. Tiếp theo mình gấp được quá trình thuyền. Đây là thuyền màu xanh lá cây nè, thuyền màu cam nè, một cái thuyền màu tím nha, một cái thuyền màu hồng, một cái thuyền màu đỏ. Đây là một chiếc thuyền màu xanh mà có mui luôn nha, có hai cái mui nè. Đây bạn Bin đang cầm một chiếc thuyền màu tím nữa nha, được mấy chiếc thuyền người ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thuyền rồi. Giờ bắt đầu mình thả nha. Đây một chiếc thuyền màu vàng nữa nha, 8 chiếc nha. Giờ bắt đầu mình thả nha bạn Bin. Thả vô nha. Giờ bạn Bin bắt đầu thả thuyền vô nha. Thả vô. Wow, đây một chiếc nữa nha. Thả nó đi bạn Bin. Đây, giờ Bin bỏ vô nữa nha. Đây là thuyền có mui nha, màu xanh. Rồi, tiếp tục bỏ vô nha, bỏ lên đây nó nổi lên nha các bạn. Mui nha. Đây, một thuyền màu cam nữa nha, bỏ vô. Wow. Cái màu bọc quá. Bỏ vô. Wow, thuyền đi thấm nước rồi nha. Lẹ đi. Bơi, lẹ đi bạn Bin ơi, bơi bơi bơi. Đây. Đây một cái thuyền cuối cùng nữa nha. Wow. Bơi. Đây, bây giờ bắt đầu á, mình bỏ cá đú lên cho thuyền thả nha. Trời ơi, bạn Bin bỏ con nó bự vậy, con heo. Đây, con cá nè. Thuyền chạy đi nha. Ui, thả con mực hay con bạch tuộc. Đây thuyền này chở con hải cẩu nha. Wow, thuyền chở quá trời luôn. Mẹ bơi luôn mẹ. Thuyền chở con sao biển nữa nha. Đây con ếch. Wow, đủ luôn. Đây còn một chiếc nữa. Ê, chiếc thuyền này bị lật, con heo nó nổi lên trên rồi. Bỏ cái thuyền này nha. Đặt cái thuyền rồi. Đây quá trời luôn. Quá trời ếch luôn. Lưu Nguyễn kìa mẹ. Con vịt nữa. Wow, thuyền này chìm rồi. Thuyền chìm hết rồi nha. Còn được một thuyền chở con heo nè. Con vịt nổi lên luôn. Đẹp quá ta. Ếch ở dưới quá trời luôn kìa. Bơi. Vậy là video này hết. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.